chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trời Phật độ mệnh, dần hạn tiêu tan, tiền vàng ngập két, đổi đời giàu có nổi tiếng. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, nỗi đau của Nhâm Dần với Nhâm Dần là một câu chuyện hai lâm ly bi đát, nhiều khúc chiết, lắm trái ngang. Nhưng với nhiều người lại là sự dài dòng và buồn ngủ, đơn giản đó không phải là chuyện của họ. Vậy nên trong cuộc sống, đừng đem nỗi đau của mình đi so bì với thiên hạ, thường họ sẽ chẳng quá quan tâm. Người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có những người không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc, nhưng lại được trời ban đức tính tuyệt vời. Tự mình có thể xây dựng cuộc sống viên mãn nhờ phúc đức vốn có, hậu vận thập toàn, thập mỹ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tử Vi học có nói trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, bên cạnh sự may mắn thì cuộc sống giàu có hay không là phụ thuộc vào cách sống của mỗi người. Trong số 12 con giáp có tuổi Nhâm Dần, trời sinh luôn biết đối đãi chân thành với tất cả mọi người, bất kể làm việc gì cũng hết lòng hết dạ, nhiệt tình và vô cùng trách nhiệm, nhờ vậy mà xung quanh được mọi người yêu quý không ngừng. Trong cuộc sống, bất giác có một lúc nào đó gặp phải khó khăn, thử thách thì cũng vượt qua được, nhờ hưởng nhiều phước lành, càng lớn tuổi càng viên mãn sung túc suốt cả cuộc đời. Mới đây nhất các bậc thầy Tử Vi tiết lộ bí mật, đúng 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, tuổi Nhâm Dần biết được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần thân mến, người sống trên đời thỉnh thoảng càng oanh liệt mà chiến một trận cho những điều mà mình mong mỏi. Dẫu biết có rủi ro hoặc là có vất vả hay là nhiều sự đoán định không chắc chắn, nhưng cần phải chín, tức cần phải cháy, vì người ta nói ở những thời khắc cuối đời hoặc khi già cỗi ngoài 60 tuổi chẳng hạn. Cái chúng ta hối hận thường là về những điều mà ta đã không làm khi có thể, chứ ít khi ta hối hận về những điều đã làm, nhưng mà kết quả không được như mong muốn. Nói chung quyết làm vẫn cứ là hơn. Ít nhất với Nhâm Dần hiện tại quyết làm tức là sẽ có cơ hội, sẽ hợp với đường cần đi hoặc hợp với mệnh. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thuộc hành kim, trong ngũ hành giới thiên can nhâm, mang tính chất của thủy, biểu trưng cho sự mềm mại, linh hoạt và sâu sắc. Kết hợp với con giáp dần, biểu tượng của sự mạnh mẽ, dũng cảm và uy quyền, tuổi Nhâm Dần thể hiện một sự hòa quyện độc đáo giữa sức mạnh và sự nhạy bén, giữa quyết tâm và lòng trắc ẩn. Người tuổi Nhâm Dần thường mang cho mình một tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Họ có tinh thần lãnh đạo bẩm sinh và không ngại đối mặt với thử thách. Thiên can nhâm với yếu tố thủy giúp họ có thêm sự mềm mại và linh hoạt trong tư duy, giúp họ không chỉ kiên định mà còn biết cách thích ứng với những biến đổi xung quanh. Họ có khả năng nhìn xa trông rộng, biết cách lập kế hoạch và dẫn dắt người khác đi theo hướng mà họ đã định sẵn. Những người tuổi này thường rất tự tin và có lòng kiêu hãnh lớn. Họ không ngại đứng lên bảo vệ những điều họ tin tưởng, thậm chí sẵn sàng chiến đấu vì lý tưởng của mình. Tuy nhiên, bên trong sự mạnh mẽ ấy, họ cũng sở hữu một lòng trắc ẩn và sự nhạy bén sâu sắc. Họ biết cách quan tâm và đồng cảm với những người xung quanh, tạo nên một sự cân bằng giữa cứng rắn và mềm mại trong tính cách. Mặc dù vậy, người tuổi Nhâm Dần cũng có thể trở nên khá nóng nảy và cứng đầu. Họ có xu hướng muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình và đôi khi khó chấp nhận sự khác biệt quan điểm. Điều này có thể gây ra mâu thuẫn trong các mối quan hệ cá nhân và công việc. Họ cần học cách kiềm chế cảm xúc và mở lòng hơn để đón nhận những ý kiến khác biệt. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Nhâm Dần hiểu rằng sự mạnh mẽ và linh hoạt là hai yếu tố cần thiết để vượt qua mọi thử thách. Họ nhận ra rằng dù có kiên định đến đâu, nếu không biết linh hoạt, thích ứng với hoàn cảnh, họ có thể gặp phải những trở ngại không mong muốn. Họ học cách kết hợp sự mạnh mẽ với lòng trắc ẩn, biết rằng đôi khi một chút mềm mại và nhượng bộ sẽ giúp họ đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn.
Người tuổi Nhâm Dần luôn phấn đấu để đạt được thành công, nhưng họ cũng hiểu rằng con đường dẫn đến thành công không chỉ là về việc biết chinh phục mà còn bởi sự học hỏi và trưởng thành. Họ biết cách rút ra bài học từ những thất bại và không ngừng hoàn thiện bản thân. Sự tự tin và kiên định giúp họ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình, dù cho con đường có gập ghềnh đến đâu. Trong các mối quan hệ, người tuổi Nhâm Dần luôn cố gắng xây dựng sự tin tưởng và luôn tôn trọng lẫn nhau. Phải biết rằng sự đồng cảm và chia sẻ là nền tảng cho mọi mối quan hệ bền vững. Họ luôn bảo vệ những người thân yêu của mình và sẵn lòng hy sinh để mang lại hạnh phúc cho người khác. Người tuổi Nhâm Dần với sự kết hợp giữa mạnh mẽ và linh hoạt là hình ảnh của sự quyết tâm và lòng trắc ẩn. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ kiên định trong việc theo đuổi mục tiêu mà còn biết cách thích ứng với những biến đổi của cuộc sống. Chính sự hòa quyện giữa sức mạnh và lòng trắc ẩn đó làm nên sự khác biệt của người tuổi Nhâm Dần, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và giàu lòng nhân ái. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, đúng 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. 7 ngày tới tháng 8 âm lịch có ngũ hành kim cực dựng, nếu những người mệnh thổ thì tiêu hao khá nhiều căn khí, không gian chủ yếu là tính âm nhiều hơn, càng khiến ngũ hành kim mạnh mẽ, người mệnh mộc vì thế chịu nhiều kiểm soát, khắc khổ, hàn khí trói buộc, khiến tinh hoa bản mệnh khó mà phát triển. Nếu người mệnh thủy và mệnh mộc là yên bình, thoát cửa hiểm nguy, đặc biệt là từ mùng 10 trở đi tuổi Nhâm Dần phải gọi là vượt qua bể khổ tới hồi thái lai. Bản mệnh nằm trong top con giáp may mắn nhất khi mà được nguyệt lệnh che chở, ủng hộ. Đầu thời điểm này chính tài mang tới điểm công việc thuận lợi. Đến cuối thời điểm thiên tài song hành giúp Nhâm Dần lên chức, tăng lương, được trọng dụng. Ngoài ra, người tuổi Nhâm Dần còn được các tinh tử vi che chở, nên vận trình sự nghiệp thăng tiến hanh thông. Tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần có dấu hiệu tăng tốc trở lại. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa, gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn, tài lộc khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều khả quan. Người làm trong lĩnh vực về tài chính hay bất động sản tỏ ra khá mát tay, có lộc trời ban, tiền bạc rủng rỉnh. Thời điểm này nguyệt lệnh lầm đất mục dục, đất của đào hoa báo hiệu chuyện tình duyên khá thuận lợi, có đối tượng chủ động tiếp cận với Nhâm Dần. Nhân duyên khác với dượng đào hoa phơi phới, có điều đào hoa quá dượng, có thể là con dao hai lưỡi gây ra những rắc rối tình cảm tình tay ba phức tạp. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, đúng 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, trong suốt cả tháng, người tuổi Nhâm Dần sẽ có cảm giác bận ngập đầu, lúc nào cũng tất bật vất vả. Tuổi Nhâm Dần thường cảm thấy muốn bắt tay vào làm rất nhiều việc, vì nhìn đâu cũng thấy tiềm năng và cơ hội, không lúc nào muốn để mình trong trạng thái rảnh rỗi. Mặc dù có khả năng chịu áp lực tốt, song tuổi Nhâm Dần chưa biết cách lựa chọn phương thức làm việc lý tưởng, thành ra hiệu quả công việc chưa thực sự tối ưu. Bản mệnh cần phải nắm bắt được ưu điểm và nhược điểm của mình, để có cách phát huy cũng như khắc phục hợp lý thì mới có cơ hội đạt được mục tiêu như mong muốn, thậm chí là lội ngược dòng trong nhiều tình huống. Trong thời điểm này không phải lúc nào cũng thuận lợi, có thời điểm nhiều hung tinh hội tụ nên công việc của bản mệnh vốn nhiều khó khăn, gặp phải thất bại khá nghiêm trọng, lại thêm tiểu nhân quấy phá, gia tăng phiền phức. Những lúc như vậy, bản mệnh làm gì cũng cần tỉnh táo có phương án phòng bị, không nên dễ dàng tin theo lời nịnh bợ hoặc rủ rê của người khác. Bản mệnh đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Tử vi các tinh ở bên trợ lực, con giáp này có quý nhân chỉ lối, dẫn đường, bản mệnh bình tĩnh và tự tin hơn khi xử lý công việc, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, với hiệu quả công việc cao, bản mệnh vẫn lấy lại được lòng tin nơi cấp trên. Hơn thế nữa, những người tuổi Nhâm Dần còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể, sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Theo phi tinh tháng, con giáp này nên đặt tháp văn xương trên bàn trong phòng làm việc của mình. 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, vị trí Tây Nam là phương vị tốt cho sự nghiệp, có thể lựa chọn làm hướng phong thủy tốt. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962,
trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần thấy rằng vận khí trong thời điểm này mới thật sự khởi sắc, cuộc sống của bản mệnh trở nên suôn sẻ, tuyệt vời hơn. Đặc biệt là về vấn đề tài chính, nhờ có quý nhân phụ trợ và thần tài gõ cửa, nên công việc của người tuổi Nhâm Dần dường như được bùng nổ, có thêm bước tiến mới. Nhờ đó mà lợi nhuận thu về khá dồi dào, bản mệnh dễ dàng tìm được cơ hội kiếm tiền về cho mình. Cả chính tài và thứ tài đều xuất hiện cho thấy con giáp này có nhiều nguồn thu linh hoạt, chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những Nhâm Dần làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Riêng người làm về bất động sản hay những lĩnh vực liên quan đến tài chính thì lại quá may mắn, khiến bao người thèm muốn. Đối với những người làm công ăn lương, công việc của họ vẫn luôn suôn sẻ, thu nhập ổn định như các tháng, nhưng có thể họ sẽ có thêm một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Đối với những người làm về lĩnh vực kinh doanh, Nhâm Dần sẽ nhận được một số lời mời hợp tác, và nếu biết cách nắm bắt, con đường tiền tài phía trước vô cùng rộng mở. Dường như Nhâm Dần chạm tay vào bất cứ việc gì cũng biến thành tiền bạc, lộc trời ban chẳng chạy đi đâu được. Tuy nhiên, thương quan cũng nhắc nhở con giáp này nên tập trung làm việc, tránh sa đà vào việc hưởng thụ. Nếu không, cơ may kiếm tiền đã qua là sẽ chẳng quay trở lại đâu. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, xem tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, về chuyện tình cảm thì người tuổi Nhâm Dần là một người sống rất chân thành và đáng để dựa dẫm. Nhâm Dần luôn đề cao nhân cách và lương tâm. Tuổi Nhâm Dần hấp dẫn người khác bởi một tâm hồn vô cùng nhân hậu. Người có gia đình thì mẫu mực và coi trọng gia đình, luôn lý trí trước những lời bướm ngoài xã hội, là người nhiệt thành và biết phân biệt thị phi, nên không khí trong nhà luôn luôn đầm ấm. Căn cứ tử vi tuổi Nhâm Dần, 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, chuyện tình cảm vượng, nhờ có thiên tài tinh che chở, nên người tuổi này rất giỏi trong công tác tư tưởng và giao tiếp. Sự khéo léo trong cư xử giúp người tuổi Nhâm Dần có thêm nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Tuổi Nhâm Dần cũng là người thích giúp đỡ và chăm sóc người khác, nên được nhiều người giúp đỡ trong mọi mặt của cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch rơi vào tuyết bạch lộ. Lịch âm dương có ghi chép lại, tên bạch lộ có nghĩa là nắng nhẹ, biểu thị tiết thay đổi. Nhiệt độ khí hậu là tiết thứ 3 trong mùa thu, cũng là tiết thứ 15 trong năm. Tiết này cũng là thời điểm độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nhất trong năm. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Đây cũng là hiện tượng báo hiệu đã sắp đến niềm trung thu trăng sáng. Sau tuyết bạch lộ, nhiệt độ không khí sẽ còn giảm xuống nhiều. Hơn nữa, cuộc sống con người có sự thay đổi, giờ làm việc thường muộn hơn thời điểm mùa hạ, vì lượng sương mù bao phủ nên gây khó khăn cho việc giao thông, nhất là khu vực miền núi. Không những vậy, sức khỏe con người chỉ bị ảnh hưởng xấu. Không nên phơi quần áo ngoài trời ban đêm, vì quần áo phơi trời nắng trước bức xạ mặt trời thì có thể tiêu diệt vi khuẩn cứng. Quần áo có mùi thơm hơn khi phơi sương ban đêm. Từ sâu tiết bạch lộ thì khi sử dụng có thể bị ho, thậm chí còn hại cho da, vì hợp chất bột giặt không được phân giải hết. Các bệnh về hô hấp, xương khớp, cảm cúm rất dễ mắc phải. Đặc biệt lịch dạng sự viết rằng sau tiết bạch lộ nhiều người rất cần giữ gìn sức khỏe, tránh đi đêm dễ nhiễm sương lạnh mà mắc bệnh. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần nên mặc ấm, hạn chế tắm nước lạnh, sử dụng thực phẩm giàu chất béo và vitamin để tăng cường kháng bệnh và chịu lạnh. Ăn uống một số thực phẩm tốt cho hô hấp như mật ong, ô mai cũng nên trở thành sự lựa chọn của nhiều người. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xem tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của người tuổi Nhâm Dần cho thấy công việc vẫn diễn ra như thường lệ. Có điều khác biệt chỉ là Nhâm Dần được giao thêm trọng trách mới nên có chút áp lực. Bản mệnh phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn,
nhưng vẫn lại tỏ ra hăng hái và nhiệt tình hơn ai hết. Bản mệnh biết rằng thách thức luôn kèm theo cơ hội để khẳng định năng lực bản thân. Thời điểm này, người kinh doanh, buôn bán có vận tài lộc tốt, gặp được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, sự trợ giúp này chủ yếu mang tính chất tinh thần. Muốn thành công vẫn phải dựa vào sự quyết tâm và ý chí phấn đấu của bạn là chính. Nhưng song hành với quý nhân luôn có kẻ tiểu nhân rình rập, đòi hỏi người tuổi Nhâm Dần phải hành sự hết sức cẩn thận và khéo léo hơn. Có như thế mới tránh được họa khẩu thiệt thị phi, không buông vào những chuyện rối ren phức tạp. Trong những ngày này, bản mệnh có thể chủ động hợp tác làm ăn với người tuổi Hợi hoặc tuổi Tý. Cả hai bên đều có cơ hội phát tài, phát lộc, vì có thể bổ trợ ăn ý cho nhau về cả tinh thần cũng như tài chính. Vận trình tình cảm trong những ngày này của tuổi Nhâm Dần vẫn giữ ở mức hài hòa, không có gì đáng lo ngại. Nếu có cũng chỉ là những giây phút giận hờn, cãi giả du vơ mà thôi. Không ai nắm tay cả ngày được, tình yêu cũng thế, cũng có những lúc thăng trầm khó tránh. Nhưng chung quy lại khi cả hai vẫn hướng về một phía, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Quý nhân là tuổi Hợi, tuổi Dậu và tuổi Tý. Tiểu nhân là tuổi Tuất, tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn đỏ, vàng. Con số may mắn 88, 46, 70 và 22. Tiếp theo là tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về tổng thể thì vận trình tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm tháng 8 âm lịch của người tuổi Nhâm Dần khá hanh thông. Những việc còn tồn đọng trước đó được xử lý ổn thỏa, thậm chí những dự án tưởng chừng không thể thực hiện được lại thu về kết quả bất ngờ. Nhờ thiên quý các tinh chỉ đường dẫn lối, giác quan thứ 6 của người tuổi Nhâm Dần nhạy bén vô cùng, giúp bạn đưa ra những phán đoán hay dự đoán chính xác trong công việc, đem về tin vui và thành công nối tiếp nhau không ngừng. Thiên quyền quý nhân còn mang tới nhiều mối quan hệ xã giao lý tưởng, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần thêm vững chắc. Nhiều khả năng bạn sẽ gặp và thậm chí kết thân với người quyền cao chức trọng, tiền đồ sau này càng thêm tươi sắc. Người làm chủ kinh doanh buôn bán có một thời điểm tài chính cực vượng, nguồn thu dồi dào, rất đáng để mở một bữa tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, Nhâm Dần nên tránh hợp tác với người tuổi Mùi hoặc tuổi Ngọ. Mâu thuẫn hay tranh chấp về lợi ích tiền bạc sẽ khiến hai bên đều bị tổn hao tài sản nhất định. Vận trình tình cảm của người tuổi Nhâm Dần trong những ngày này thuận lợi đủ đường. Trong thời điểm này, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện hỷ sự của con cháu hoặc chuyển chỗ ở mới. Người độc thân được thiên phúc các tinh chỉ đường dẫn bước, dễ tìm được nửa kia ưng ý. Điều quan trọng là Nhâm Dần cần chủ động nắm bắt cơ hội. Nếu lưỡng lự sẽ khiến bạn phải nói lời hối tiếc. Thiên quyền còn mang tới đối tượng vừa có quyền, vừa có thế, người tuổi Nhâm Dần tha hồ mà lựa chọn. Quý nhân là tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Thìn, tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn xanh, trắng. Con số may mắn 26, 5, 44 và số 03. Bí quyết cải mệnh của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, trong cuộc sống, người thành công và tiến xa nhất không hẳn chăm chỉ nhất, mà chính là người biết chịu đựng gian nan một cách có chọn lọc. Nhiều người luôn tin rằng đau khổ là một lẽ tất yếu trong cuộc sống. Họ lao vào công việc hối hả để thỏa mãn tâm lý: tôi đã làm việc chăm chỉ. Kết quả là dù trải qua nhiều gian nan nhưng không phải ai cũng thành công vượt trội. Trên thực tế, điều bạn cần làm là chịu đựng thử thách một cách có chọn lọc, nếu không sẽ sớm gục ngã trước khi đạt được thành tựu mong muốn. Một giáo sư tâm lý học từng nói trong một bài phát biểu thế này: muốn trở thành tầng lớp thượng lưu, bạn phải chịu đựng được nỗi đau của tầng lớp thượng lưu. Nếu bạn chủ động chịu đựng được hai nỗi khổ đau dưới đây, thì cuộc sống về sau sẽ ngày càng khởi sắc, sự nghiệp tiến xa và mọi điều tốt đẹp sớm muộn sẽ đến. Sau những khổ não trong cuộc sống, chắc hẳn sẽ đến một ngày bạn nhận ra người bạn cùng thuê nhà năm nào đã mua được nhà, mua xe. Hay khi bạn còn đang tính toán mua thêm trái cây liệu có vượt ngân sách thời điểm này không, thì nhiều người cùng độ tuổi đã đạt được tự do tài chính. Liệu có phải do bạn không siêng năng bằng họ? Không hẳn, đó là bởi ngoài làm việc chăm chỉ, những người ưu tú thường dành nhiều thời gian để suy nghĩ, đặt tâm trí trong từng việc nhỏ và nỗ lực một cách có tính toán hơn cả. Khi công ty tôi chuẩn bị đấu thầu một dự án lớn, lãnh đạo yêu cầu nhân viên chuẩn bị thông tin để thuyết trình. Sau một tuần đi sớm về khuya, đồng nghiệp của tôi gửi một bản báo cáo dài 50 trang, nhưng hầu hết các tài liệu này là thông cáo, báo chí, kèm chất lượng nguồn của các bài báo cũng không đáng tin cậy.
Sếp lập tức yêu cầu người này làm lại. Đồng nghiệp tôi suy nghĩ, tại sao mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả lại không như ý muốn. Tôi từng đọc được một câu viết này trên mạng xã hội: nỗ lực máy móc chỉ là một bài tập theo thói quen của cơ bắp, và siêng năng mà không suy nghĩ thật sự là sự lười biếng lớn nhất. Một tỷ phú nổi tiếng từng nói, làm việc chăm chỉ một cách mù quáng có thể sẽ phải trả giá đắt mà vẫn chẳng thu được gì. Vậy nên, trước khi bắt tay vào bất cứ việc gì, hãy dành thời gian suy nghĩ về mục đích và phương pháp thực hiện, từ đó lên kế hoạch. Nếu chúng ta không có bất kỳ kế hoạch nào cho cuộc sống và công việc, bạn sẽ chỉ rơi vào dòng luẩn quẩn, càng bận lại càng nghèo, càng nghèo lại càng bận. Kiên nhẫn chịu đựng kỷ luật, tự giác, tầm quan trọng của kỷ luật, tất cả chúng ta đều nắm trong lòng, thậm chí còn không ngừng tìm kiếm cách để có lối sống kỷ luật. Thế nhưng, ít ai là có thể tuân thủ, bởi khó khăn trong việc duy trì việc làm tốt mỗi ngày. Kết quả từ sự kỷ luật tự giác sẽ khó, có thể thấy một sớm, một chiều, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt xứng đáng theo thời gian. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi đúng 7 ngày tới tháng 8 âm của cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức là cát tinh, phúc tinh, giúp hóa giải vận xấu, mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Gặp hạn này, tuổi Nhâm Dần nam mạng dễ bị bệnh nặng, tiêu tốn nhiều tiền bạc để chữa trị, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Theo vận niên, bước sang năm Giáp Thìn, tuổi Nhâm Dần gặp vận niên Trư Phùng Quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì nam mạng Nhâm Dần cũng phải thận trọng, mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Không khí gia đình tươi vui, được con cháu kính trọng. Cách hóa giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, trong nhà có nhiều chuyện vui như cưới hỏi của con cháu. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Quý bạn cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Ngoài ra, nếu ốm đau bệnh tật thì nguy hiểm nhất vào tháng 11 âm lịch, cần hết sức thận trọng. Theo niên hạn, hạn Toán Tận. Gặp hạn Toán Tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng. Theo vận niên,
Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Dần gặp vận niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì nữ mạng Nhâm Dần cũng phải thận trọng, mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Không khí gia đình tươi vui, được con cháu kính trọng. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trao dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.